khuyến đã như tôi mà sao sáng giờ chúng ta không khuyến à? Khi còn trẻ, Nhưng người không phải ta không lao cảm động, thấy yếu cuộc không phải sống khó zuo, khăn. Nhưng khi lúc tuổi già sáng giờ đến, không xong à? ta trở nên bất Lúc lực, sáng giờ chúng không tôi tự lao nấu trang nướng thì tôi lao được, trang không thì đi lao lại trang được, thì thậm lao chí tôi trang không thể tự mình đi vệ sinh. thì lao trang thì lao trang thì lao Nhà tôi thì cũ kỹ tồi tàn, khi trang trời thì lao mưa nước trang dột thì khắp nhà và lao có thể trang sập thì bất cứ lúc nào. lao trang thì 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 lao trang Sống ở đây cũng lo thì lắm. lao trang thì lao Chúng trang tôi thì chẳng có một xu tiền tiết kiệm, thậm chí phải lo bữa ăn từng ngày. Chúng tôi không có tiền hưu từ chính phủ vì chúng tôi không đóng thuế trước khi về hưu. Nhưng con cái chúng tôi đóng thuế và chúng sẽ có tiền lương hưu. Khi tôi còn trẻ, tôi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện gì sẽ đến với mình khi về già. Cha mẹ tôi chết vì đói, tôi đã chẳng có đủ tiền để mua khăn tả cho các cụ. Con cái chúng tôi lớn lên không có quần áo mặc vì tôi không đủ tiền mua quần áo cho chúng. Nay chúng sống cách đây xa lắm. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, thì có lẽ tôi sẽ chết ở đây, trong căn nhà của mình, mà chẳng ai biết đến.